Kính chào quý vị khán giả. Mở đầu bản tin 113 online trưa nay là thông tin liên quan đến vụ việc một cháu bé ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội bị bắt cóc. Công an quận Long Biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời cháu bé cũng đã được giải cứu thành công và đưa về nhà an toàn. Từ tối qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cháu bé khoảng 7 tuổi đang đạp xe đi quanh đường nội đô, dãy biệt thự liền kề BT7 Việt Hưng, Long Biên thì bị đối tượng đeo khẩu trang đi trên xe ô tô bước xuống, áp sát rồi bất ngờ bế cháu bé vào xe sau đó tẩu thoát. Sau khi bắt cóc đòi tiền gia đình chuộc 15 tỷ đồng, đối tượng liên tục di chuyển qua các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam. Đến 5 giờ sáng nay, đối tượng bị công an bắt giữ ở khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Quá trình bắt giữ, đối tượng chống trả, nổ súng bắn đạn cao su làm một cán bộ cảnh sát hình sự công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương ở đùi. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Một vụ nổ khí ga vừa xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Yên Phụ Lớn, thành phố Hà Nội khiến nhiều người bị thương. Hiện tại lực lượng chức năng đang triển khai các phương án để cứu nạn cứu hộ các nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng nay, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà số 42 đường Yên Phụ Lớn, Hà Nội. Nhiều vật dụng như cửa cuốn, cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, một số người đang lưu thông trên đường cũng bị thương. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Ba Đình nhanh chóng điều phương tiện cứu hộ cứu nạn cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường ứng cứu các nạn nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí ga, có ít nhất 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn. Hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Nguyễn Trung Trạng trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã dùng dao đâm chết người. Hiện đối tượng đang bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 13 tháng 8. Trong lúc nhậu, nhóm của Trạng xảy ra mâu thuẫn với nhóm bên cạnh. Trạng đã dùng dao đâm người này gây thương tích nặng dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Trạng về nhà cất giấu hung khí rồi bắt taxi bỏ trốn. Tuy nhiên, khi tới địa phận tỉnh Sóc Trăng, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bạc Liêu đã liên hệ vận động Trạng quay lại và tới cơ quan công an đầu thú vào rạng sáng ngày hôm sau. Còn tại tỉnh Bình Định, Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phú bản án 18 năm tù giam. Theo cáo trạng, vào ngày 15 tháng 11 năm ngoái, Phú nhậu với một số người, trong đó có anh Đinh Văn Gian. Lời qua tiếng lại, Phú tức giận nảy sinh ý định đánh Gian. Đến 23 giờ cùng ngày, Phú đi bộ về nơi thuê trọ, lấy hai con dao quay lại quán nhậu, đâm liên tiếp 4 nhát, khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Chỉ trong vòng 2 ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ vật chứng là 2 bánh heroin, 1 kg ketamin và nhiều tang vật khác. Sau thời gian xác lập chuyên án, tối ngày 13 tháng 8 tại quốc lộ 7 thuộc huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành bắt giữ Nguyễn Thị Hiền trú tại huyện Diễn Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động. Hiền là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên móc nối với nhóm đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới, sau đó đưa xuống huyện Diễn Châu và các khu vực lân cận tiêu thụ. Trước đó, vào ngày 12 tháng 8 tại phường Quán Bầu, thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an huyện Quế Phong, Công an thành phố Vinh và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án ma túy, bắt 4 đối tượng gồm Trần Thị Phương Hoa trú tại thành phố Vinh, Lô Thị Xoan, Lô Thị Hương cùng trú tại huyện Quế Phong và Hoàng Nguyên Cương trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, thu giữ 1 kg ketamin, 0,56 gram cần sa, 350 triệu đồng, 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động. Hiện các vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ. 6 bánh heroin là vật chứng vừa được các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên thu giữ khi phá chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Vàng A Lầu. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ chiều qua tại khu vực bản Pá Vạt, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, Công an huyện Điện Biên Đông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì phối hợp các lực lượng bắt giữ đối tượng Vàng A Lầu trú tại huyện Điện Biên Đông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài 6 bánh heroin còn thu giữ 1 dao nhọn, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Lầu khai nhận mua số ma túy trên của một người Lào ở khu vực biên giới đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Thưa quý vị và các bạn, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức là chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook tuy không mới, thế nhưng một số người dân vẫn bị sập bẫy. Mới đây, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Chị Nguyễn Thị Nhung vừa bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 40 triệu đồng.
Do chị Nhung đang nợ tiền của người nhà nên ngay sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu trả tiền, không chút đắn đo, nghi ngờ, chị Nhung chuyển khoản ngay số tiền 40 triệu đồng vào một số tài khoản lạ. Chỉ đến khi kiểm tra lại tên tuổi tài khoản không phải của người nhà, chị Nhung gọi điện lại xác minh thì mới phát hiện đã bị lừa. Cách đấy 2-3 hôm trước ấy, thì em có mượn nóng của cháu là số tiền 40 triệu đấy. Thì khi cháu nhắn tin lại, khi mà link của cháu bị hack ấy, họ có nhắn tin alo thôi. Thì là họ alo vậy thì tôi cũng bảo là họ cũng đang định gọi cho cháu để cháu gửi số tài khoản để mở chuyển trả tiền. Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 2 tháng 8, Công an huyện Gia Bình đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phá chuyên án, bắt giữ hai đối tượng Trương Tiến Dũng và Nguyễn Đức Học cùng ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị từ thành phố Đà Nẵng về Bắc Ninh để điều tra. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận tạo lập mua các đường link trang web giả mạo bình chọn ca sĩ nhí, giọng ải giọng ai trên ứng dụng, sau đó gửi link cho nhiều người dùng Facebook và yêu cầu ấn bình chọn. Khi người dùng truy cập đường link, ngay lập tức các đối tượng chiếm quyền sử dụng Facebook và nhắn tin vay mượn tiền. Hôm bữa ở quần nét là thấy mọi người làm nên cũng học theo. Làm như thế nào? Là tạo đường link nhờ bình chọn, xong rồi là vào danh sách bạn bè để nhờ bình chọn. Lúc mà người ta đăng nhập vào thì thông tin dữ liệu là tài khoản với mật khẩu Facebook là về ở mail của em. Sau đó thì truy cập vào tài khoản của người ta, xong rồi là đổi mật khẩu với đổi thông tin, rồi thực hiện nhắn tin để nhờ chuyển tiền. Có khóa phong trò của dùng chơi thì đang chơi, đang ngồi chơi thì dùng hack được cái Facebook, nào em biết em đỏ này, rồi lừa được 40 triệu, xong rồi nhờ em đi rút tiền. Bước đầu đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình xác định với thủ đoạn trên, từ tháng 6 năm ngoái, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại trên cả nước. Cơ quan công an cũng mong muốn và đề nghị cơ quan thông tin truyền thông nói chung, ở các nước nói chung cũng như tỉnh Bình Ninh nói riêng là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về những phương thức thủ đoạn như trên, như tôi đã vừa trình bày trên với loại tội phạm cao, để tuyên truyền cho người dân, để mong muốn là người dân nhận thức, nâng cao ý thức nhận thức về loại tội phạm này để phòng ngừa sai phạm có thể xảy ra. Đồng thời nếu khi tội phạm xảy ra thì kịp thời trình báo cho cơ quan công an để chúng tôi xác minh điều tra làm rõ, để trả lại cái quyền tài sản đối với công dân, đồng thời là góp phần đảm bảo sự bình yên của cuộc sống của công dân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tiến Dũng và Nguyễn Đức Học về tội sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong công tác đấu tranh làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa, xác minh trực tiếp trước khi có yêu cầu chuyển tiền. 16 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền trên một nhà phao nổi liên kết với một chiếc thuyền kéo tại khu vực sông Hồng, thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường bắt giữ. Tăng vật thu giữ tại hiện trường là gần 650 triệu đồng, một khẩu súng quân dụng loại K59 cùng một hộp tiếp đạn, bên trong có 5 viên đạn, 17 điện thoại di động, 2 xe ô tô, một nhà phao nổi, một chiếc thuyền kéo và các tăng vật liên quan. Quá trình bắt quả tang có một số đối tượng đã bỏ chạy.